đứa nào mà muốn cứu muốn hỗ trợ đây vô đây nhấn vô cái cái kênh của nó đây là kênh cá nhân của nó nha nhấn vô cái kênh của nó nè rồi đó vô subscribe kênh của nó đi đó rồi sau này nó mới có stream hay là nó có link donate nè mỗi người giúp một tay được gì được nếu mà không có tiền donate thì các bạn có thể follow subscribe rồi follow facebook insta gì của nó cũng được đây rồi đó tất cả mọi người đều có thể cứu được tạm thời bây giờ như vậy đi nha rồi từ đây đây nha nãy giờ đứa nào hỏi uh, cách cứu ballet cách uh, tốt nhất mà các bạn có thể làm bây giờ uh, đây thấy tên kênh của nó không thấy không ở chỗ này nè thấy chưa đó đứa nào mà muốn cứu muốn hỗ trợ đây vô đây nhấn vô cái cái kênh của nó đây là kênh cá nhân của nó nha nhấn vô cái kênh của nó nè rồi đó vô subscribe kênh của nó đi đó rồi sau này nó có có stream hay là nó có link donate nè mỗi người giúp một tay được gì được nếu mà không có tiền donate thì các bạn có thể follow subscribe rồi follow facebook, insta gì của nó cũng được đây rồi đó tất cả mọi người đều có thể cứu được tạm thời bây giờ như vậy đi nha được chưa đó cứu đi Còn tình hình hiện tại thì cách duy nhất một cách triệt để thì chỉ có đợi ban tổ chức thôi. Tại vì vấn đề bây giờ là bên phía của ban tổ chức chưa có đưa ra bất kỳ một cái quyết định nào cả cho nên là tất cả các bên đều nó bị rất là mù mờ. Và bây giờ nó rất là loạn. Bây giờ mình nói thiệt với các bạn như thế này nhé. Nếu như bây giờ bây giờ thông tin này là phân, thông, bây giờ thông tin nào thông tin public rồi đúng không? Là toàn bộ những người liên quan tới tức là đội hình của BTC đều đang bị điều tra đúng không tức là trong đó có thằng Ballet và có cả thằng Đơ và tất cả những thằng khác cho tới khi nào mà ban tổ chức thông báo một cách rõ ràng là những thằng nào những ai có trách nhiệm thật sự ở trong cái việc điều tra đó và kết quả điều tra ra sao thì các đội khác mới có thể cứu được. Mọi người hiểu không? Cho tới khi nào mà ban tổ chức thông báo là ok những thằng này những thằng này là thằng dính, thằng này thằng này thằng này không dính thì khi đó bất cứ một ai khác mới có thể cứu được. Còn nếu như mà ban tổ chức chưa đưa ra thông báo cuối cùng. Xin thưa với các bạn là không ai dám đụng vô cả. Mọi người hiểu không? Cho nên ở thời điểm hiện tại Chẳng ai làm được gì cả GAM có làm được gì không? Không Team Well, Secret, uh, Team Flash CBR, MBE Có làm được gì không? Không Tại vì họ không có bất kỳ cái thông tin nào cả Ban tổ chức không đưa ra bất kỳ thông tin nào cả Cho tới khi nào ban tổ chức đưa ra thông tin cuối cùng Kết quả điều tra Kết luận cuối cùng Thì khi đó mới giải quyết tiếp được còn trong tình hình hiện tại không ai làm được gì hết vậy thôi hết chuyện <laughs> Cô, bây giờ thì diễn biến chắc là chỉ là vấn đề là những cái diễn biến này nó cũng đang không giải quyết được vấn đề những cái drama này mình bây giờ thứ mà duy nhất của mình quan tâm là cái gì các bạn biết không là cái kết quả điều tra cuối cùng thôi bây giờ ban tổ chức ban tổ chức nói là đang điều tra thì chỉ có đợi cái kết quả điều tra cuối cùng thôi. Thứ duy nhất mình đang chờ đợi là nó. Tại vì khi mà có kết quả điều tra cuối cùng rồi á. Thì khi đó mọi thứ nó mới trở lại bình thường được. Còn bây giờ trong cái trạng thái là bây giờ không có bất kỳ thông tin nào khác. Thì nó cũng khó lắm. Cho nên là bây giờ mình quan tâm nhất là khi nào mà có kết quả điều tra cuối cùng thôi hả. À. Chứ nếu mà không có thì chịu. Mình hy vọng vào đợt này là. Nếu mà được thì yêu cầu bên các cơ quan chức năng vào cuộc cho nó căng thẳng. Hy vọng nó có công an tham gia. <laughs> Tại vì các bạn biết là thực ra mình đã ở trong Anh có stream trên YouTube không ạ? À? Để anh nhớ rồi Không em. Anh nền tảng nào anh cũng đang không biết anh stream đang stream ở đâu nữa. <laughs> Để mình chia sẻ với các bạn là các bạn nhớ vụ thằng uh, thằng BHT không? Các bạn nhớ vụ thằng BHT không? Ok, vụ thằng BHT mình là người trực tiếp. Vụ thằng BHT mình là người trực tiếp uh, giải quyết. Thì mình chỉ có thể trong, với tư cách là trưởng ban tổ chức giải nhưng mà lại cũng chỉ là một người bình thường. Mình chỉ có một cái cách duy nhất đợt là điều tra đúng không? thì ngoài cái chuyện là nhận bằng chứng đến từ đội, khi đó thì bên phía của OBG họ nộp bằng chứng lên. Và sau đó thì mình chỉ có thể làm được thêm một chuyện thôi. Là bắt thằng BHT phải nộp sao kê ngân hàng. Là cái tài khoản ngân hàng cá nhân của nó. Đó là tài khoản mà nó làm việc với lại bên phía OBG ấy. bắt nó nộp sao kê ngân hàng. Sao kê ngân hàng để làm gì? để check coi là cái sao kê ngân hàng nó có cái gì gọi là kỳ lạ không, tức là nó có nhận tiền một cái số tiền nào đó mà nó không giải thích được, không nguồn gốc, nhận tiền không rõ lý do hay không. Thì sau khi mình nhận cái sao kê trong vòng 6 tháng, 1 năm gì của nó trong cái khoảng thời gian đó thì mình xem là không có cái gì cả. Cái tài khoản ngân hàng của nó chỉ có nhận tiền lương đến từ đội và rút ra thôi. Đó thì khi đó thì với những cái bằng chứng đó Các bạn nhớ cuối cùng là xử là như thế nào không Thì có bằng chứng nó tham gia cá độ Nhưng không có bằng chứng gì để nói về chuyện bán độ cả Và khi là tội tham gia cá độ thì xử theo đúng khung Thì nó là cấm thi đấu 2 năm Thứ chúng tôi cần là ballet not BHT Thằng ngu này người ta đang giải thích từ từ có muốn làm việc chính nghĩa thì cũng phải có tư duy có đầu óc chút xíu chứ đang nói chuyện đọc comment khó chịu thế chứ <cười> <cười> thì để tiếp là tới đâu rồi ta ờ à, rồi sau khi mà coi cái uh, coi cái sao kê ngân hàng của nó thì không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường cả thì chỉ có thể kết luận là nó tại vì có bằng chứng đó, nó nó tham gia cá độ nhưng không có bằng chứng nó bán độ thì chỉ xử theo luật là cá độ thì là ban 2 năm. Đó, không có đủ bằng chứng để bắt tội bán độ. Thì mình đang nói để giải thích như thế này, muốn chứng minh được chuyện có bán độ hay không, cách duy nhất nói thẳng luôn, công an vào cuộc. Bắt buộc phải có công an vào cuộc. Các bạn vào cuộc để làm gì? Thứ nhất, có thể tra tất cả mọi thứ. Không chỉ là tài khoản ngân hàng, mà thậm chí là phải lấy cả cái điện thoại của nó. Lấy tất cả những cái tài khoản mạng xã hội của nó. Để có thể truy xét. Thậm chí là, ừ, có bất kỳ một cái... Ừ, có thể tra thêm cả người thân hay là anh em họ hàng gì nữa. Đó. Thì mình đang giải thích với các bạn là để cho cái vấn đề này nó có thể được giải quyết một cách rốt ráo và gọi là dứt điểm thì cách duy nhất là phải công an vào cuộc thôi. Tại vì với ví dụ như những người làm giải bây giờ Riot có quyền điều tra tất cả mọi thứ của một vận động viên không? Thực ra đúng luật là không á. Tức là có thể yêu cầu ở một cái mức độ nào đó nhưng mà với tư cách là gọi là dân thường thôi, trưởng ban tổ chức giải VCS về cơ bản cũng là dân thường thì cũng sẽ không thể nào mà yêu cầu điều tra một cách và tìm cách điều tra một cách thực sự là rõ ngọn ngành tất cả mọi thứ được. Cho nên để mà có thể triệt để thì cách duy nhất là phải có công an vào cuộc thì mới được. Mà thực ra muốn công an vào cuộc thì nó cũng không phải là dễ nha. Tất nhiên nó phải có rất là nhiều yếu tố chứ bạn giờ cũng phải khơi khơi ra kêu anh ơi ra phương ra công an phường kêu anh ơi anh anh điều tra này giúp em cũng không phải như vậy được. Nó sẽ có những cái khác nữa mình mình thì bây giờ mình cũng không biết mình thật sự là bây giờ tại vì bên phía ban tổ chức họ đang rất là kính kẽ trong cái việc thông tin cho nên là cũng thật ra rất là nhiều đội bây giờ cả đội cũng không ai biết đến ngay cả đội cũng đang không ai biết là đang điều tra như thế nào và đang tới như chỗ nào rồi theo như những gì mình đang biết thì bây giờ đội cũng đang chưa nắm được cái gì cả thì bây giờ với tư cách là bây giờ mình hay các bạn bây giờ ngồi đây thì chỉ có nói cái này ra thì hơi buồn nhưng mà thứ duy nhất mà chúng ta có thể làm hiện tại là đợi <laughs> thứ duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại là đợi bên phía ban tổ chức điều tra và đưa ra cái con cái kết quả cuối cùng về vấn đề điều tra này chứ ở thời điểm hiện tại thì đây trở lại anh em nào muốn hỗ trợ Palette thì đây lần nữa đây là kênh cá nhân của nó nha đây các bạn có thể kênh youtube của nó đây nè mình đang để ghi ở bên phần bình luận ở bên khung chat á Facebook, Insta, đã đã rồi Play Các bạn có thể donate hỗ trợ nó đây chỗ này tám năm bảy nha Linh nói hả Lương của Linh với lương của mình khác nhau chứ Lương 1 triệu chứ nhiều khi lương mình có 200 thì sao Đây đó 1, 2, 3 đó Đây Linh của nó mình để trên phần uh, khung chat Ở bên uh, Bên chỗ khung chat Anh em nào có thể muốn ủng hộ kênh của nó các bạn vô đây Kênh này là kênh cá nhân của nó Đồ này nó Rồi, còn như mình đã nói. Bây giờ ví dụ như các bạn đang gọi tên gam có cứu được không? Không, gam không cứu được. <laughs> cho tới khi nào? Cho tới khi nào ban tổ chức đưa ra thông báo cuối cùng. Ví dụ như ha ví dụ đây mình ví dụ, ok, ban tổ chức đưa ra thông báo. Thằng ABC này là những thằng bị phạt. Balet không liên quan, không bị phạt. Thì khi đó Gam, team well, Secret Rồi team Fast gì đó mới có thể cứu được Riot, Ừ bán. chút xíu anh coi nha Còn nếu như bây giờ ban tổ chức mà không đưa ra cái thông báo đó Không ai làm gì hết Tất cả các đội đều đang ngồi Ngồi hàng hóng thôi Không ai làm được gì hết Còn cái vụ mới nhất mà thằng Ballet nó đăng lên là ừ, bị đuổi ra khỏi Gaming House với lại quịch lương thì mình nghĩ là cái đó thì phải để cho ban tổ chức giải quyết. Nói chung là ở thời điểm hiện tại chỗ mà có thể cứu được ba lét Đó chính là ban tổ chức. Thì giờ mình, mình ví dụ mình với các bạn thì chịu không cứu được. Đội thì cũng chịu. Ủa anh. Bán độ thì là thường là sẽ là mình không biết đó tại vì cái khung luật của Riot nó cũng thì các bạn phải biết là thực ra luật nào cũng vậy thôi pháp luật bình thường cũng vậy với một cái tội danh á người ta sẽ gọi có một cái mức gọi là khung khung ở đây là gì nó sẽ không có con số một cái con số duy nhất mà nó sẽ có một cái một cái khoảng thí dụ khung đó là từ 10 năm ít ít nhất là 10 năm cao nhất tử hình đó là cái khung thì tùy theo cái tình tiết của việc uh, điều tra và kết luận của bên phía gọi là những cơ quan chức năng có quyền đưa ra quyết định thì cái khung đó nó sẽ là uh, nhẹ nhất hoặc là khúc giữa là kịch khung gì đó thì có đó tùy. Nhưng mà nếu như với tư cách là một người đã từng làm uh, giải thì mình nghĩ là cái tội bán độ thì tốt nhất là cách giải quyết tốt nhất là banh vĩnh viễn thôi. Cây của và nghĩ sao là nghĩ sao em? Em hỏi một câu khó quá. <laughs> Bây giờ thì thiệt với em là anh không có thông tin nào hết. Anh không biết cái gì để nghĩ cả tại vì anh không có thông tin không có bất kỳ thông tin nào để mà nghĩ không chúng ta không được phép nghĩ một cách gọi là vô căn cứ được bây giờ kêu anh nghĩ cái gì vậy <laughs> bây giờ không có thông tin sao nghĩ nghĩ gì bây giờ mọi người bất kỳ một cái gì mà mọi người nghĩ bây giờ thí dụ mọi người đang nghĩ bất kỳ một cái gì đó đều là không có cơ sở và không biết là đúng hay sai vấn đề ở đây là như vậy tại chúng ta không có bất kỳ một cái thông tin nào cả ngay lúc này thì không như anh đã nói nãy giờ mày mới vô mày không nghe được gì hà nội em hai khi nào ban tổ chức đưa ra thông báo rõ ràng về trường hợp của FBTC. và các thành viên các cá nhân liên quan tới btc thì khi đó gam hay bất kỳ một cái đội quần què nào ở trên thế giới này mới có thể làm một cái gì đó. Còn nếu như mà ban tổ chức không đưa ra thông báo gì, không ai dám làm gì hết. Coi như là mặc định là cái đội đó hiện tại không tồn tại. Không đội nào làm được gì hết. Đó, vậy thôi. Cho tới khi nào ban tổ chức đưa ra thông báo A, B, C, D, Z, Thằng này bị nè, thằng này dính nè, thằng này ban nè, thằng này không sao. Thì khi đó các đội muốn làm gì làm. Còn bây giờ thì không. Rồi, ok. Về vấn đề thay thế khỏi đội tuyển quốc gia thì cái này là mình không biết nha. Đây là mình nói từ góc nhìn cá nhân của mình chứ đây không phải là mình sẽ nói trước đây không phải là phát ngôn đến từ uh, bên phía những người có thẩm quyền mà đây chỉ là góc nhìn cá nhân. Thì rõ ràng là bây giờ đây là thông tin public là SBTC đang bị điều tra. Cho nên tất cả những người có liên quan tới BC đều đang trong diện nghi vấn, mình đang không nói là buộc tội nha. Nhưng tất cả những người có liên quan tới BTC đều đang trong diện nghi vấn. Tất nhiên nghi vấn không phải là buộc tội, nhưng với cái vị trí là đội tuyển quốc gia thì ngay cả khi là nghi vấn nó cũng quá nguy hiểm. Nếu như tiếp tục sử dụng những người đó kết thúc điều tra xong mà lại có một cái gì đó nó không ổn thì lại ảnh hưởng tới cả gọi là bộ mặt quốc gia cho nên quyết định tốt nhất dành cho bên phía của những người có thẩm quyền ở bên phía đội tuyển quốc gia là thôi an toàn là bắt buộc phải loại hết thôi ở à đây đây là mình cập nhật luật cho các bạn nha luật này không phải là luật mới mà luật này xưa rồi ở trong đối với liên minh huyền thoại á Riot nó sẽ có một cái luật gọi là luật uh, gọi, cứ, gọi cứ gọi đơn giản dễ hiểu là nó có sẽ có một cái hạn sử dụng cho những cái bằng chứng và những cái tội Ừ chút xíu nữa anh coi tức là ví dụ cụ thể thế này nếu mà trong những trường hợp mà các bạn tố cáo ví dụ như là cày thuê đi chỉ có thời hạn trong vòng 2 đến 3 năm thôi mình không nhớ là 2 hay 3 năm các hiểu không mình Lượng nha chút xíu nữa anh nói trả lời sao? ờ uh, có những cái bằng chứng các bạn chỉ được sử dụng nó trong vòng 2 đến 3 năm nó có thời hạn sử dụng. Nó có ừ, thời hạn hiệu lực nói chung không bình không dùng từ gì mình không biết chính xác nó như thế nào tại vì nó luật lệ thì mình cũng không nắm lắm. Nhưng mà cụ thể là nếu như mà quá cái thời hạn sử dụng nó gọi là hết đát á thì các bạn có tố cáo người ta cũng không nhận. Ok ví dụ như các bạn Ơ thằng này năm 2018 nó có cày thuê cho tôi nè. Các bạn đọc cái đó thì nó kêu hết đát bằng chứng của các bạn có rõ đến cấp mấy Riot cũng không nhận không xử tại vì nó hết đát bạn phải tố cáo trong vòng bao nhiêu đó thời gian của Riot cho phép còn nếu không thì coi như là không có giá trị thì uh, mình không biết là cụ thể nó làm 2 năm ba năm vậy đó, mình không biết nhưng mà nói chung là nó có một cái luật như vậy mình không biết là trong luật pháp uh, bình thường nó có cái đó không nhưng mà Luật của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp thì nó có cái đó. Ok, nếu như bạn thấy một cái sai phạm nào đó, bạn cần phải báo cáo ngay hoặc là bạn cần phải báo cáo trong cái thời hạn mà những cái bằng chứng đó nó còn có hiệu lực. Còn nếu vượt qua cái giới hạn thời gian đó thì uh, bằng chứng của bạn không có giá trị. Có. Theo luật của Liên Minh, thì vận động viên chuyên nghiệp cá độ dù bất kỳ một môn thể thao nào cũng là vi phạm và bị ban bất kỳ một môn thể thao nào nha Không quan tâm bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng ném Bất kỳ một cái gì Đây là luật của Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp nha Vận động viên thể thao điện tử, Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp Cá độ bất kỳ một bộ môn nào Đi hết Nếu SE bị ban khỏi giải thì trận thắng của Gam trước đây đã có bị hủy không có chứ Trong trường hợp Đây là mình nói trong trường hợp nha Để gọi là giả dụ mà sau khi điều tra sbtc mà không thể nào tiếp tục thi đấu tại giải VCS hoàng hôn thì cách duy nhất là hủy kết quả trận gam đánh với lại sbtc coi như là tất cả các đội chỉ còn đánh 6 trận thôi còn nếu như trong trường hợp mà xác định là không có vấn đề gì hết <laughs> đó mới là cái trường hợp mình nói thật với các bạn á mình nói thật với các bạn là bây giờ nếu như điều tra có kết quả và FBC không được thi đấu tiếp thì là cái dễ á. Còn trong trường hợp mà điều tra xong mà kêu là ơ không có gì hết, <laughs> mình không biết là đánh lại như thế nào luôn. <laughs> lúc đó lúc đó nó mới là lúc đó nó mới là chết á. Lúc đó là chết quèo well luôn á. Thôi đợi, đợi đợi coi tình hình như nào. Nhưng mình nghĩ là chắc là lâu, tình hình lâu như thế này chắc là có gọi chắc là có có kêu công an vui mạnh dạn dự đoán là công an đang vào cuộc rồi nha anh em